bạn đang muốn tìm hiểu hành tung của một người. Các hoạt động đối tác làm ăn với mình ra sao? Hay nghi ngờ mối quan hệ vợ hoặc chồng của mình đang ngoại tình với một người khác? Bạn quá bận rộn và không thể sát sao trong công việc quản lý con cái. Bạn là chủ của một doanh nghiệp và bạn không thể quản lý hết được nhân viên. Tất cả những nghi vấn đó đều cần lời giải đáp nhờ dịch vụ thám tử VDT. Công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp thông tin Việt Nam, gọi tắt là công ty thám tử VDT, được thành lập từ ngày 1 tháng 2 năm 2005 với trụ sở chính được đặt tại Hà Nội và các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng. Là một trong những công ty tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực thám tử tại Việt Nam, trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, chúng tôi tự hào là công ty uy tín và lâu đời nhất Việt Nam về lĩnh vực cung cấp thông tin, dịch vụ thám tử. Với những kỹ năng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản kết hợp với sự thông minh nhanh nhẹn của đội ngũ thám tử, văn phòng thám tử VDT hãnh diện mang lại niềm tin cho khách hàng và trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực. Thám tử VDT là một trong những công ty hành nghề dịch vụ thám tử được mệnh danh là ông trùm thám tử thứ hai tại Việt Nam, chuyên điều tra các lĩnh vực hôn nhân, kinh tế, dân sự tại Việt Nam. Với phương châm làm việc đảm bảo chính xác, thông tin tuyệt mật, văn hóa ứng xử, công ty thám tử VDT cung cấp các dịch vụ sau: thám tử tư gia đình, điều tra ngoại tình; thám tử tư theo dõi, giám sát; thám tử tư xác minh nhân thân, xác minh thông tin số điện thoại, biển số xe; thám tử tư điều tra nội bộ, đối tác doanh nghiệp; thám tử tư giám định ADN, giám định tư pháp; thám tử tư giám sát trẻ vị thành niên; thám tử tư tìm kiếm người thân mất tích hoặc bỏ trốn. Ngoài chất lượng dịch vụ đã được khẳng định qua 12 năm, đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, nhiệt tình, được đào tạo bài bản thì yếu tố mang lại thành công cho công ty thám tử VDT đó chính là sự tin tưởng và hài lòng trong dịch vụ. Để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng, hàng năm chúng tôi đưa ra rất nhiều chương trình ưu đãi nhằm tri ân khách hàng. Khi bạn đang vướng mắc với một trong số các vấn đề kể trên, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Bạn cũng có thể gửi email theo địa chỉ hòm thư thám tử vdt@gmail.com. Đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp các bạn tư vấn những vấn đề đó và tìm ra hướng giải quyết giúp bạn. Chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách mức độ hài lòng cao nhất trong việc sử dụng dịch vụ thám tử cung cấp thông tin. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ thám tử, mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline Thám tử tư Hà Nội VDT, địa chỉ phòng 6, tầng 14, tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 094 368 2399 hoặc 1900 599 979. Email thám tử vdt@gmail.com. Thám tử Sài Gòn VDT, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp thông tin Việt Nam, trụ sở lầu 2, số 69 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh số 67 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838 372 292 hoặc 0943 682 399. Email thám tử vdt@gmail.com.